Xin chào toàn thể anh em ạ. Nay kênh em đang sóng một ít loa bát rời, loa chép rời bát 30, bát 40, hàng của Nhật và hàng của Mỹ, Anh Quốc. Và ở bên đây em đang có một cặp loa chép của JBL này. Đây là dòng chép có mã số là 2412H Made in Mexico. Dòng xịn nha anh em, dòng xịn của JBL được tháo trong thùng loa bát 4 tấc ra và mình có thể xài cho loa bát 3 tấc được luôn. Có một cái tem hơi bị chè một chút và nó có một cái gài cầu loa bị gãy rồi nha anh em. Cái cặp này em bán cho anh em là 2.400.000 đồng một đôi. Đó, về mình xử lý lại cái này nha. Này, cái này nó bị gãy ra một chút này này, gãy lìa ra luôn rồi. Còn trước đây là còn nguyên nha, không có bị gì hết, hoạt động bình thường, hàng sống, hàng zin ok hết rồi. Đó, test sống hết trơn rồi nha anh em, hàng kêu hết. Rồi em bán cặp này là 2.400.000 đồng một đôi kèm cả họng. Nó chỉ bị gãy một chút cái cầu gài này thôi. Và mình tự hàn vô nha, tự hàn tự sửa lại anh em ạ. Đó, hàng này hàng còn kêu hết, hàng còn sống hết nha. Rồi 2.400.000 đồng một đôi, chấp kèn 2412H đến từ Mexico. Còn bên trên đây là em đang có một chiếc loa JBL. Xin lỗi quý vị, chiếc loa của EV nha. Bát 50, cô 100 từ 220. Đó, màng loa bằng giấy, còn gan vải lụa, còn rất là tốt cũng như là độ nhún đàn hồi rất là êm. Có một vết nứt ở đây. Do vận chuyển nó bị nứt hết một tí gân ở đây nha, nhưng mà không sao, bên em đã xử lý lại rồi, cũng như là đã dán lại ok hết rồi nha. Về anh em có thể sử dụng là bình thường. Còn về phần côn bên trong này, bên trong là côn 100 nha, từ 220, rất là nặng luôn, xương gan đúc. Hầu như cặp này cầm một tay lên là nó không nổi đâu anh em ạ, rất là nặng. Bởi vì loa xịn của Mỹ mà, EV. Đó, từ là từ 220 này, mình thấy cái từ rất là dày luôn. Còn tem loa đây, tem loa cũng lại kèm thêm một cái dòng mã số của từ loa và sườn loa nha. Sườn loa bằng gan đúc này, rất là chắc chắn. Chỉ có một chiếc thôi anh em ạ, từ 220 cùng 100 loa bát EV bát 50 nha. Cặp này anh em mua về đánh súp điện công suất lớn cũng được, hoặc là đánh cho súp hơi sự kiện ngoài trời khá là ok trên cái dòng loa súp đến từ EV rồi, bát 50 mà. Rất là to luôn, khủng khiếp luôn anh em, cầm nặng chật à, hầu như một tay là cầm muốn đuối luôn đấy. Và một chiếc này bên em đang bán với giá là 4 triệu đồng cho một chiếc nha. Đó, về anh em xài đánh súp thoải mái luôn, trong nhà cũng như ngoài trời khá là ok rồi. Đồ giá là 4 triệu đồng này. Ở bên đây em đang có những món đồ nhỏ lẻ này. Nó như cái cặp chép này trước đi. Cặp chép này là cặp chép của JBL nha. Đây là dòng loa chép control. Đó, JBL monitor nha, 4 ôm. Chép đôm lụa. Đây cái màng đôm lụa màu bóng này, màu đen bóng này. Còn chép 24 nha anh em, JBL. Đây, cặp này em bán là 250.000 đồng cho một đôi. Cùng với lại những cặp chép của Mexico Matala nha. Đây là dòng loa chép còi. Cặp còi này em bán cho anh em là 3 triệu đồng nha. Dòng này xịn của Mexico luôn, được tháo trong thùng ra. Đó, Mexico xịn nha anh em, tháo trong thùng ra. Đó, đẹp lắm, chỉ dính dơ một chút thôi. Rồi cặp còi này là 300.000 nha. Và cặp chép control là 250.000 đồng một đôi. Đây có bộ phân tầng. Phân tầng này là xài cho một bát 20 và hai loa chép nha anh em. Phân tầng này được tháo chốt thùng ra. Đây là phân tầng hàng của Nhật xịn đó. Em bán cặp phân tầng này là 200.000 đồng một đôi, kèm cả chạm loa luôn. Rồi, bán 200.000 nha. Về anh em chế cháo gì chế là những con tụ này, rồi những chợ xứ, rồi dây điện dây ra loa đó. Một bát và hai chép nha anh em. Đây là cái nút gạt để mình xài cho, mình muốn chép nhiều thì mình xài cho, mình gạt qua cái phần chữ nhiều nha. Còn muốn chép ít, mình xài cho cái phần chữ ít này, gạt qua gạt loại. Hoàn toàn là chữ Nhật thôi anh em ạ. Rồi, cả phân tầng này là 200.000 đồng cho một đôi nha anh em. Đó, chỉ có một đôi thôi ạ. Còn dưới đây này em đang có một cặp loa chép. Đây cũng là dòng loa chép mới nha. Một chiếc là của Yamaha và một chiếc là của Imerland. Hai cái chiếc này hầu như là cấu hình và chất côn loa cũng như là chất tiếng đều giống nhau. Chỉ là cùng mẹ khác cha thôi anh em ạ. Đấy, cùng một lò nhưng mà khác cha nha. Loa chép này cấu hình cũng tương đối là khá giống nhau. Giống nhau khoảng 95% rồi, chỉ khác một cái chữ thôi. Này, một bên là chữ Imerland và một bên là chữ Yamaha. Cặp này em bán cho anh em là 2 triệu rưỡi nha. Rồi, 2 triệu rưỡi một đôi. Về xài hoạt động bình thường, nó chỉ cọc cặt một chút thôi, cùng mẹ khác cha. Đó, em bán là 2.500.000 đồng cho một đôi loa đến từ Mỹ xịn nha, hoàn toàn của Mỹ hết. Một chiếc là Imerland và một chiếc là của Yamaha anh em ạ. Và hai bộ dây tiếp lại về thêm một được hai bộ dây. Đây là dây AV hàng của USA nha, Mỹ xịn luôn. Em bán 500.000 đồng cho một đôi. Em đang có hai đôi nha anh em. Dây này về xài đá lắm, tín hiệu truyền tải cũng như là cái chất lượng bộ âm thanh của cái dây này truyền đến
tín hiệu cũng tương đối là khá mạnh cũng như là chất lượng anh em ạ. Mua về nghe nó sẽ khác bọt so với lại những cái dòng dây EV ngoài chợ nha. Là bộ dây này em bán cho anh em là 500 ngàn đồng cho một bôi, là cho một bộ nha. Ở đây có một cái chữ này đó. Chữ Made in USA đây nha anh em, dòng xịn của Mỹ luôn. Rồi giá là 500 ngàn đồng cho một đôi nha. Rồi cặp dép của Tây Ban Nha sát bên luôn này. Đó, đây là dép chép kèn xài cho lo bát 30 hoặc là lo bát 40 đều được. Hiệu là hiệu Bima cũng với lại một dòng chữ Espanin nha, dòng chép của Tây Ban Nha. Đó, đặc biệt là cái cặp chép này được sở hữu cái cặp họng rất là dày. Em gói như này. Đó như anh em thấy không? Toát lên cái mùi tiếng kim loại luôn, rất là dày. Chép này nghe cũng khá là nhiến, khá là ok anh em ạ. Bên trong là côn 450 nha, mình karaoke gia đình thoải mái rồi. Tiếng cũng không bị chói hay là nó không có bị chát như là những dòng loa chép khác đâu. Đây là dòng loa chép phái xịn mà tiếng ta cũng tương đối là nịnh tai. Thì thêm cái cặp họng, cái bằng gang nữa, gang đúc nha, gang đúc rất là dày và cầm lên rất là nặng. Đó, mua về hát karaoke nghe nhạc là tương đối là khá hay rồi. Và cặp chép của Tây Ban Nha này em bán với giá là 3.500.000 đồng một đôi nha, kèm cả họng gang luôn. Rồi ở bên đây cũng là một cặp chép đến từ Anh Quốc xịn, đây là dòng loa chép công suất lớn anh em ạ. Đó, họng của loa cũng tương đối là khá vừa, không to và không nhỏ. Rồi còn củ loa chép này, đó, củ loa chép anh em thấy không? Đây là loa chép hàng ôm đến từ Anh Quốc, bên đây cũng vậy, thêm một củ nữa. Đó, hai củ này đều giống nhau nha. Và bên trong là côn 850, mình có thể xài cho loa bát 40 đôi hoặc là 40 đôi đều được. Đánh phòng không gian lớn hay hoặc là mình chơi ngoài sự kiện ngoài trời hay là hội trường, đánh là ok rồi. Ôm đến từ Anh Quốc xịn nha. Cặp này kèm cả họng luôn, bên em bán với giá là 5 triệu đồng cho một đôi. Anh em mua về hát karaoke gia đình hay là chơi không gian lớn là quá tuyệt vời rồi. Đánh tiếng khá là ok nha anh em, dòng chép ôm mà đánh tiếng dữ lắm. Và củ loa cũng tương đối là khá bự nữa, cầm lên là nặng chịch luôn, nặng hơn là cái củ loa bát nữa anh em ạ. Đã đánh tiếng dày, tiếng sáng cũng nhìn rất là trong trẻo đến từ dòng chép loa ôm này. Nó kèm cả họng luôn nha, em bán với giá là 5 triệu đồng cho một đôi. Còn bên đây là hai cặp loa bát này. Thứ nhất là cặp loa bát của JBL. Đó. Thứ nhất là màng loa bằng giấy, còn cân bản lụa. Hàng này hàng duy trì 100% nha. Còn về phần bên trong là côn 75. Đã kèm với lại một cái tem này. Rồi phần từ đây, em sẽ mở lên luôn. Em sẽ giật phần từ lên nha. Đó, từ loa đây là từ 190 và côn 75 có một mã số này 2035HPL. Chở kháng là 8 ôm đến từ California USA nha anh em. Đó, dòng này là dòng xịn của Mỹ tháo thùng ra. Đó, nếu như mà mua nguyên con của cái dòng này rất là đắt anh em ạ, tầm khoảng hàng 20 đô lên rồi cho một người cặp. Còn nếu mà mua bát cờ nó chỉ có vài triệu một cặp thôi. Đây này, 2035, một dòng bát 4 số đã từ 190 côn 75. Đối với lại những cấu hình như thế này mình có thể chơi chơi được ngoài trời rồi, bởi vì côn 75 mà chơi ngoài trời là bao phê rồi nha anh em. Từ 190 côn 75 để chơi sự kiện hay là ngoài trời hay là nhạc sống, anh em mua về cặp này làm kéo kéo cũng được nữa, đánh cũng tương đối là khá hay rồi. Đó, đặc biệt là JBL mà tiếng không phải bàn, chất của JBL là hay từ xưa tới giờ nha anh em, hai từ trong trứng luôn. Và một cặp bát 40 này côn 75 từ 190 em bán với giá là 8 triệu đồng cho một đôi nha. Còn nếu như mà mua nguyên con của cái cặp này nó sẽ rất là đắt và rất là nhiều tiền. Rồi 8 triệu đồng nha một đôi JBL 2035, đây là mã model của nó. Và cuối cùng nữa là một cặp bát 25, đây là dòng loa đến từ Anh Quốc xịt, màng giấy, còn gân cũng là gân giấy luôn. Và cái gân giấy này đi liền theo cái màng của loa luôn nha anh em. Cặp này chuông về tiếng. Đây là dòng loa của Anh Quốc này, côn bên trong là côn 51 bát 30 nha, dòng loa bát 30 hiệu Gerritsen, model là C12H-90 Gerritsen nha, hàng của Anh Quốc xịn này, 8 ôm. Chiếc này cũng vậy, bát 30 côn 51 nha, chuông về tiếng là nhiều. Đó, anh em thấy không, dòng chuông tiếng mình mua về hát karaoke hay là mình thay thế cho những cái dàn loa nhiều nó bị hư, nó bị cháy đó, hay là đánh không hay nữa, anh em mua cái cặp loa này về nha, đảm bảo nó đánh sẽ hay hơn nhiều, bởi vì đây là dòng loa bán xịn của Anh Quốc mà tiếng nó sẽ khác với lại những dòng loa rẻ tiền hay là những dòng loa Việt Nam nha. Nó bát 30 hiệu Gerritsen 8 ôm, em bán với giá là 2.300.000 đồng một đôi. Xương là xương bằng sắt bản to nha anh em, xương là cũng tương đối là còn khôn, khá là khôn luôn và khá là cứng cáp. Rồi giá là 2.300.000 đồng cho một đôi.
và em vừa đã sóng một số đồ loa bát chép trời. Các bác, các anh chị quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc và em xin cảm ơn, xin kính chào tạm biệt ạ.